Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Tư lệnh lục quân Ukraine cho biết quân đội Nga đang kháng cự tuyệt vọng xung quanh Bakhmut. CNN có bài tường trình nhan đề. Russian troops putting up desperate resistance around Bakhmut, says Ukrainian military. Nghĩa là quân Ukraine cho biết quân đội Nga đang chống trả tuyệt vọng tại thành phố Bakhmut. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ. Hôm thứ Sáu, quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang tung ra một sự kháng cự quyết liệt nhưng tuyệt vọng xung quanh Bakhmut ở khu vực phía đông Donetsk. Đại tướng Oleksandr Sitky, tư lệnh lục quân Ukraine, cho biết trong một tuyên bố được chia sẻ bởi Trung tâm Truyền thông Quân sự, tình hình trong khu vực chịu trách nhiệm của nhóm quân phía đông vẫn căng thẳng. Bất chấp cuộc tấn công của quân đội chúng ta ở phía nam và bất kể quân Nga mất lãnh thổ và các khu định cư ở khu vực này, đối phương vẫn tiếp tục di chuyển một số đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất đến hướng Bakhmut, kết hợp các hành động này với hỏa lực pháo binh mạnh mẽ và các cuộc tấn công và hàng không quân đội chống lại các vị trí của quân đội chúng ta, tướng Sitky nói. Tuy nhiên, chúng ta tiếp tục tiến hành các hành động tấn công ở một số khu vực nhất định, chiếm ưu thế về độ cao và vành đai rừng để từng bước đẩy lùi đối phương khỏi các hướng tiếp cận Bakhmut. Nhận ra điều này, các đơn vị địch đang kháng cự quyết liệt, nhưng tuyệt vọng, ông nói thêm. Tướng Sitky thừa nhận rõ ràng là các kế hoạch của chúng tôi cần được điều chỉnh và hoàn thiện định kỳ. Đây là những gì công việc của tôi trong quân đội hiện nay tập chú vào. Tôi đã tổ chức một cuộc họp với các chỉ huy đơn vị, thảo luận về các vấn đề còn vướng mắc và xác định cách giải quyết. Tướng Sitky cho biết ông đã gặp những người lính từ một số đơn vị trực tiếp tham gia vào cuộc tấn công và trao tặng những người giỏi nhất trong số họ phần thưởng, quà tặng có giá trị và tiền mặt. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong bản cập nhật hàng ngày hôm thứ Sáu rằng Ukraine tiếp tục chịu tổn thất đáng kể trong những nỗ lực không thành công trong các hoạt động tấn công ở hướng Nam Donetsk và Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu tuyên bố rằng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, hơn 10.000 quân nhân của lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã nhận được các khoản thanh toán đặc biệt vì đã phá hủy hoặc chiếm giữ khí tài của đối phương, bao gồm cả thiết bị phương Tây. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các khoản thanh toán hiện đang được giải quyết trên cơ sở các báo cáo từ các chỉ huy đơn vị ở hướng Zaporizhia và Nam Donetsk cho các quân nhân Nga đã phá hủy xe tăng Leopard và xe chiến đấu bọc thép do Mỹ và các nước NATO khác sản xuất trong các hoạt động chiến đấu. Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết mặc dù Ukraine đã mất một vài phương tiện bọc thép khi cuộc phản công của họ bắt đầu, nhưng điều quan trọng là khả năng khôi phục và sửa chữa các thiết bị bị hư hỏng của họ. Người Ukraine có khả năng khôi phục thiết bị bị hư hỏng, sửa chữa nếu có thể, đưa thiết bị đó trở lại chiến đấu, Austin nói trong cuộc họp báo với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Mark Milley sau cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng tại Brussels, Bỉ. Tôi nghĩ người Nga chỉ hạ được 5 phương tiện rồi cho chúng ta xem cũng 5 phương tiện đó khoảng 1.000 lần từ 10 góc độ khác nhau. Austin nói về các video do Nga quay các phương tiện Ukraine bị phá hủy. Cố vấn Zelensky gợi ý rằng cuộc tổng phản công thực sự của Ukraine chưa bắt đầu. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Zelensky advisor hints real Ukraine counteroffensive yet to begin. Nghĩa là cố vấn Zelensky gợi ý rằng cuộc tổng phản công thực sự của Ukraine chưa bắt đầu. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Một trong những trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Năm, một cuộc phản công từ các lực lượng vũ trang của Ukraine vẫn chưa bắt đầu
và những tiến bộ đạt được dọc theo chiến tuyến trong tuần qua chỉ là một phần của bài kiểm tra để tìm ra điểm yếu của Nga. Mikhailo Podolyak, cố vấn của người đứng đầu văn phòng Tổng thống cho biết, chúng tôi chưa phát động một cuộc phản công như vậy, nhưng Nga đã vội vàng nói, chúng tôi đã chiến thắng, chúng tôi đã đẩy lùi cuộc phản công. Ukraine bắt đầu nỗ lực tái chiếm lãnh thổ do Nga xâm lược vào tuần trước. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia hôm thứ Tư cho biết, lực lượng của Kyiv đang tiến công theo ít nhất 3 hướng. Ukraine đã đạt được những tiến bộ theo hướng các tỉnh Donetsk và Zaporizhia, cũng như ở các khu vực khác. Podolyak chỉ ra nhận xét của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này trong một cuộc họp của các phóng viên chiến trường, nói rằng cuộc phản công của Ukraine đã không thành công. Putin nói thêm, Ukraine đã phải chịu những tổn thất thảm khốc. Là một người hoàn toàn không hiểu gì về chiến tranh, giao tiếp với các nhà tuyên truyền, những người cũng không hiểu gì về chiến tranh. Hắn ta nói với họ những điều hoàn toàn hoang đường. Hắn ta nói rằng, chúng tôi đã khựng lại rồi và Nga đang chiến thắng, Podolyak nói. Trợ lý của Zelensky cho biết, Ukraine chỉ đơn giản là đang thăm dò tiền tuyến vào lúc này. Lực lượng vũ trang Ukraine đang dần dần tiến lên như một phần của cuộc thăm dò, nghĩa là chúng tôi đang xem xét nơi nào quân Nga yếu nhất, Podolyak nói. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết hôm thứ Tư rằng Ukraine đang tiến được mỗi ngày từ 200m đến 500m trong các khu vực của mặt trận Bakhmut ở khu vực phía đông Donetsk và từ 300 đến 350m ở các phần của hướng Zaporizhia. Nhóm lực lượng Tavia của Ukraine cho biết các binh sĩ đang tiến về hướng Zaporizhia đang tập trung tấn công các hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết các lực lượng Ukraine đang tiếp tục phản công ở vùng ngoại ô Tây Bắc, Đông Bắc và Tây Nam của Bakhmut. Podolyak cho biết thêm, các mục tiêu hiện tại của Ukraine là tiêu diệt càng nhiều binh sĩ được huy động của Nga càng tốt và phá hủy các thiết bị của Nga. Tôi nói thẳng thắn, càng nhiều càng tốt để gây áp lực tâm lý lên quân đội Nga, ông nói. Jack Watling, nhà nghiên cứu cấp cao về chiến tranh trên bộ tại Viện Royal United Services của Vương quốc Anh đã viết hôm thứ Tư rằng quân đội Ukraine hiện đang cố gắng phá hủy các hệ thống hậu cần, chỉ huy và kiểm soát, trinh sát và pháo binh của Nga. Ukraine đang cố gắng thuyết phục Nga đưa các nguồn dự trữ và chuyển quân từ tuyến phòng thủ thứ ba sang củng cố các khu vực đang chịu áp lực. Watling cho biết, một khi những đội quân này được kéo về phía trước, việc xác định các điểm yếu trong phòng tuyến của Nga sẽ trở nên dễ dàng hơn, nơi mà sự đột phá sẽ không thể đáp ứng bằng các lực lượng được tái bố trí. Watling nói thêm rằng, quân đội Ukraine hy vọng sẽ gây áp lực trên khắp chiến tuyến để tiến qua tuyến phòng thủ đầu tiên càng rộng càng tốt. Ông nói, tại một thời điểm nào đó, người Ukraine sẽ phải quyết định nơi triển khai các đơn vị tấn công chính của họ và cuộc tấn công sẽ bước vào giai đoạn quyết định. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để xin bình luận qua email. Tất cả hỏa tiễn Kim Dồ phóng vào Ukraine sáng thứ Sáu đều bị phá hủy. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv chiều thứ Sáu 16 tháng 6, phát ngôn nhân của lực lượng không quân Ukraine, Đại tá Yuri Ina cho biết quân Nga đã phóng 12 hỏa tiễn và hai máy bay không người lái vào thủ đô Kyiv. Tất cả đã bị bắn hạ trong cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Kyiv. Đại tá Yuri Ina cho biết theo thông tin sơ bộ có 6 hỏa tiễn đạn đạo Kim Dồ và 6 hỏa tiễn hành trình Kalik đã bị phá hủy. Hỏa tiễn Kim Dồ là gì? Kim Dồ, hay cây hết 47, là hỏa tiễn đạn đạo phóng từ trên không với tầm bắn khoảng 2.000 km. Nó di chuyển với tốc độ gấp 10 lần âm thanh và mang theo đầu đạn nặng gần 500 kg. Tổng thống Nga Vladimir Putin và các lực lượng vũ trang của ông đã ca ngợi Kim Dồ như một ví dụ điển hình về kho hỏa tiễn hiện đại hóa của Nga, đồng thời tuyên bố rằng tốc độ siêu thanh của nó khiến nó cực kỳ khó bị đánh chặn. Tuy nhiên, 6 hỏa tiễn Kim Dồ ông ta phóng ra hôm nay đều bị đánh chặn. Cũng trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv chiều thứ Sáu 16 tháng 6, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết trong 24 giờ qua, 590 lính Nga đã bị loại khỏi vòng chiến cùng với 10 xe tăng, 16 xe thiết giáp,
19 hệ thống pháo, 2 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, và 13 xe chuyển quân và nhiên liệu. Tính chung từ ngày 24 tháng 2, 2022 đến 16 tháng 6, khoảng 218.500 quân nhân Nga đã bị loại khỏi vòng chiến. Tổn thất của quân xâm lược còn bao gồm 3.965 xe tăng, 7.683 xe thiết giáp, 3.812 hệ thống pháo, 606 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 364 hệ thống phòng không, 314 máy bay, 301 máy bay trực thăng, 3.357 máy bay không người lái, 1.199 hỏa tiễn hành trình, 18 tàu chiến, 6.519 xe chuyển quân và nhiên liệu và 519 đơn vị thiết bị đặc biệt. Nga thừa nhận hỏa tiễn Storm Shadow do Anh cung cấp là cơn ác mộng đối với lực lượng của Putin và khó đối phó hơn HIMARS của Mỹ. Hai ký giả Will Stewart và Chris Jewers của tờ The Daily Mail có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề Russia admits British supplied Storm Shadow missiles are a nightmare for Putin's forces and harder to deal with than US HIMARS. Nghĩa là, Nga thừa nhận hỏa tiễn Storm Shadow do Anh cung cấp là cơn ác mộng đối với lực lượng của Putin và khó đối phó hơn HIMARS của Mỹ. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Nga đã thừa nhận rằng hỏa tiễn Storm Shadow do Anh cung cấp đang gây ra vấn đề lớn cho lực lượng của Vladimir Putin. Yevgeny Balitsky, người đứng đầu vùng Zaporizhia do Mặt Tư khoa bổ nhiệm ở Ukraine cho biết, vũ khí này đang gây ra rắc rối và thậm chí còn gây rắc rối cho quân đội của Điện Cẩm Linh hơn là các hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp. Lời nói của ông xác nhận ấn tượng rằng Storm Shadow tầm xa đã thay đổi cuộc chơi đối với người Ukraine khi Kyiv phát động cuộc phản công. Tôi phải nói rằng họ chắc chắn gây rắc rối cho chúng ta với hỏa tiễn của họ, đặc biệt là Storm Shadow, Balitsky nói. Bằng cách nào đó, chúng ta đã học được cách bắn hạ HIMARS. Nhưng những chiếc Shadow thậm chí còn khó hơn. Chúng phóng đến và có bán kính lớn hơn. Vì vậy, đó là một vấn đề đối với chúng ta. Trên thực tế, lực lượng phòng không của chúng ta đang gặp khó khăn với chúng. Chúng ta có thể bắn hạ chúng, nhưng chỉ có 50% khả năng hỏa tiễn bị bắn hạ. Anh ta nói thêm, trong mấy ngày gần đây, chúng tôi đã phải hứng chịu 3 hay 4 hỏa tiễn như thế. Hỏa tiễn hiện đại, tuy không phải là loại mới nhất nhưng đủ nhanh, bay ổn định. Ý tôi là, ở các tốc độ khác nhau, ở các độ cao khác nhau, các chế độ thay đổi nên không dễ bị bắn hạ. Vương quốc Anh tuyên bố cung cấp hỏa tiễn Storm Shadows do Anh Pháp thiết kế cho Ukraine vào ngày 11 tháng 5, đáp ứng nhu cầu từ lâu của Kyiv về hỏa tiễn tầm xa để giúp bảo vệ lãnh thổ của họ trước quân đội xâm lược của Putin. Tuần này có báo cáo rằng một hỏa tiễn Storm Shadow đã giết chết thiếu tướng Sergei Goryachev, 52 tuổi, trong một cuộc tấn công ở khu vực Zaporizhia. Các sĩ quan cao cấp khác của Nga cũng được cho là đã thiệt mạng. Ông ta là tham mưu trưởng của tập đoàn quân liên hợp số 35 của Nga và là một trong 12 vị tướng được cho là đã hy sinh trong chiến tranh và là vị tướng đầu tiên trong năm nay. 6 ngày trước, một cơn bão Shadow đã tấn công một trụ sở quân sự của Nga gần Hennichesk trên Arabat Spit gần Crimea bị Nga tạm chiếm. Một người bạn thân hàng đầu của Điện Cẩm Linh với Putin, Phó Thủ tướng Denis Manturov, 54 tuổi, đã rời đi chỉ vài phút trước cuộc tấn công. Các báo cáo cho biết, Storm Shadows cũng đã tấn công các thành phố cảng bị tạm chiếm, Berdyansk và Mariupol trên biển Azov, và các hỏa tiễn trị giá 2,2 triệu bảng, mỗi đơn vị, đã được sử dụng để nhắm vào Luhansk ở Donbass bị tạm chiếm. Các hỏa tiễn bám sát mặt đất dẫn đường bằng GPS với đầu đạn nặng 450 kg, có tầm bắn khoảng 150 dặm hay 250 km.
Các hỏa tiễn cho phép lực lượng Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ do Nga nắm giữ so với trước đây. Storm Shadow là hỏa tiễn hành trình phóng từ trên không, tầm xa, tàng hình, được phát triển từ năm 1994 bởi Matra và British Aerospace, hiện do MBDA sản xuất. Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace trước đó đã xác nhận các hỏa tiễn đã được Ukraine sử dụng vào ngày 18 tháng 5, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ông cho biết các hỏa tiễn mang lại cho Ukraine khả năng tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Nga, vốn đã được di chuyển xa hơn về phía sau tiền tuyến, để giữ chúng ngoài tầm bắn của các hệ thống pháo phản lực mà phương Tây đã cung cấp cho Kyiv. Ukraine là quốc gia duy nhất được Anh công khai cung cấp các hỏa tiễn này. Vương quốc Anh cũng trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp hỏa tiễn chính xác tầm xa cho Ukraine. Các hỏa tiễn này được lực lượng Anh sử dụng lần đầu tiên trong cuộc xâm lược Iraq năm 2003, nơi chúng được phi đội 617 của lực lượng không quân Hoàng gia Anh thử nghiệm. RAF và không quân Pháp đã sử dụng chúng để chống lại bọn khủng bố IS. Anh cũng đã sử dụng chúng để chống lại lực lượng Syria vào năm 2018. NATO nhận định rằng cuộc phản công của Ukraine là điểm quan trọng trong cuộc xung đột. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Ukraine's counteroffensive is critical point in conflict, NATO, nghĩa là NATO nhận định rằng cuộc phản công của Ukraine là điểm quan trọng trong cuộc xung đột. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã mô tả tầm mức quan trọng trong cuộc phản công của Ukraine chống lại Nga. Ông Stoltenberg phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở của NATO ở Brussels hôm thứ Năm rằng nỗ lực được Kyiv chờ đợi từ lâu nhằm tái chiếm lãnh thổ do Nga xâm lược mới chỉ ở những ngày đầu, nhưng chúng tôi đã thấy rằng Ukraine đang đạt được những thành tựu. Tuần trước, Ukraine đã phát động cuộc phản công nhằm chiếm lại lãnh thổ do Nga xâm lược. Kyiv cho biết họ đã đạt được thành tựu trong các mũi tiến công theo hướng các tỉnh Donetsk và Zaporizhia, cũng như các khu vực khác. Mức độ hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Kyiv phần lớn đang giúp thúc đẩy thành công của các hoạt động. Chúng tôi không biết liệu đây có phải là bước ngoặt của cuộc chiến hay không, nhưng chúng tôi thấy rằng người Ukraine đang có những bước tiến và giải phóng thêm đất đai. Ông Stoltenberg nói trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng liên minh trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7. Hôm thứ Tư, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia nói rằng các lực lượng của Kyiv đã đạt được những tiến bộ ở Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, cũng như giành được nhiều thắng lợi ở Zaporizhia trong cuộc phản công trên ba hướng. Tuần này, các lực lượng của Ukraine đã tuyên bố tái chiếm các khu định cư từ Nga. Ông Stoltenberg cho biết cuộc chiến đã đến thời điểm quan trọng và liên minh sẽ phải tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kyiv nếu chúng ta muốn có một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Ông cũng mô tả các mối đe dọa hạt nhân mà Nga đã thực hiện trong chiến tranh là liều lĩnh và nguy hiểm. Newsweek đã gửi email cho Bộ Quốc phòng Nga để bình luận. Ông Stoltenberg nói rằng, các bộ trưởng quốc phòng có thể sẽ nhất trí về các mục tiêu năng động mới để bảo đảm Kyiv có được vũ khí cần thiết chống lại sự xâm lược của Nga. Đồng thời nói thêm, Ukraine cần nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau. Trong cuộc chiến, các thành viên NATO đã từng bước tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kyiv, bao gồm hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao, gọi tắt là HIMARS do Mỹ sản xuất, xe tăng Leopard và Challenger 2, và gần đây nhất là việc Tổng thống Joe Biden bật đèn xanh cho đồng minh cung cấp các chiến đấu cơ F-16. Cựu Phó Tổng thống NATO Rose Goldenmuller gần đây đã nói với Newsweek rằng các thành viên liên minh đã liên kết với nhau để cung cấp vũ khí cho Kyiv dưới sự bảo trợ của NATO mà Ukraine có thể sử dụng ngay lập tức. Điều rất quan trọng là các cựu thành viên Hiệp ước Warsaw của NATO đã cung cấp cho Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến rất nhiều thiết bị thời Hiệp ước Warsaw mà người Ukraine rất quen thuộc và có thể đưa vào chiến đấu ngay lập tức. Bà nói thêm,
từ những thứ có thể được đưa vào tay người Ukraine để chiến đấu, nó đã biến thành những hệ thống ngày càng tinh vi hơn theo thời gian. Trong khi đó, ông Stoltenberg cho biết hôm thứ Năm rằng ông hy vọng các thành viên liên minh sẽ tiếp tục cam kết chi tiêu quốc phòng, mặc dù điều này có thể sẽ không được thống nhất cho đến khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Vilnius, Lithuania vào ngày 11 và 12 tháng 7. Hội nghị thượng đỉnh đó cũng sẽ chứng kiến liên minh vạch ra các kế hoạch chuyên sâu đầu tiên cho một cuộc xung đột trực tiếp với mặt tư khoa kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Guttmüller nói, chúng tôi chắc chắn sẽ sẵn sàng chống lại sự gây hấn của Nga nếu điều đó xảy ra. Lính Nga thừa nhận quân đội Nga đang bắn chính các thành viên của mình. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russian soldiers admit military is shooting its own members, nghĩa là lính Nga thừa nhận quân đội Nga đang bắn chính các thành viên của mình. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Trong một đoạn video vừa được cơ quan an ninh Ukraine công bố, hai tù nhân chiến tranh người Nga đã mô tả cách các đơn vị quân đội từ đất nước của họ bắn những người lính đang rút lui của chính họ. Hai người đàn ông được cho là đã bị bắt khi đang chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine. Một trong hai tù binh được cơ quan an ninh Ukraine gọi tắt là SBU xác định là xạ thủ súng máy trong cơ quan an ninh Liên bang Nga gọi tắt là FSB. Trong một cuộc phỏng vấn với người thẩm vấn của SBU, đặc vụ giấu tên của FSB cho biết anh ta được lệnh nổ súng vào những người đào ngũ ở Ukraine. Tôi đứng ở tuyến thứ hai và không cho lực lượng xung kích Z được rút lui. Mệnh lệnh là nổ súng tiêu diệt trong trường hợp họ rút lui. Người Nga nói, theo bản dịch của hãng thông tấn nhà nước Ukraine, Ukrinform, SBU gọi người đàn ông bị bắt kia là một người lính thuộc đơn vị xung kích Z. Người này được tường trình đã nói rằng anh ta sợ rằng chính đồng đội của mình sẽ giết anh ta nếu anh ta bỏ chạy khỏi trận chiến. Kết quả là anh ta quyết định đầu hàng quân đội Ukraine. Sau khi đến tại vị trí triển khai, chúng tôi không nhận được bất kỳ hướng dẫn nào. Họ bảo chúng tôi chui vào bụi rậm và trốn khỏi những con chim, là tiếng lóng chỉ những máy bay không người lái bốn cánh quạt của Ukraine. Trong trường hợp chúng tôi quyết định rút lui, chúng tôi được thông báo rằng có các đơn vị đang chặn phía sau chúng tôi. Họ sẽ bắn bất cứ ai chạy trốn, người lính nói. SBU đã chia sẻ một đoạn clip thẩm vấn hai tù binh Nga trên Telegram và kênh YouTube của họ. Ukrinform đã viết rằng thành viên FSB phụ trách một đơn vị ngăn chặn. Những đơn vị như vậy đôi khi được gọi là quân rào cản, được giao nhiệm vụ thực thi kỷ luật quân đội, bao gồm việc ngăn chặn binh lính bỏ chạy khỏi trận chiến. Trong một bài đăng trên các bình luận của tù binh trên trang web của mình, SBU cho biết trước đó họ đã chặn các liên lạc từ một nguồn không xác định, được cho là xác nhận việc Nga sử dụng các đơn vị ngăn chặn. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga qua email để bình luận. Lời thừa nhận của các tù binh được đưa ra khi một kênh Telegram của Ukraine công bố đoạn phim quay bằng máy bay không người lái hôm thứ Hai, được cho là cho thấy ba binh sĩ Nga bắn chết những đồng đội đang rút lui. Video đó được đăng bởi Ishi Svoik, còn được gọi là Hãy lo cho chính bạn, một dự án được tạo ra với sự hỗ trợ của Bộ Nội vụ Ukraine. Tờ Kyiv Post viết rằng hãng thông tấn Ukraine Union đã xác nhận tính xác thực của video và xác định những người lính nổ súng là quân rào cản. Khi được hỏi về đội quân rào cản trong một câu chuyện trước đây về cảnh quay máy bay không người lái, Jason J. Smart, một cố vấn chính trị về chính trị quốc tế ở hậu Xô Viết, nói với Newsweek rằng người Nga bắn vào quân đội của họ là một truyền thống lâu đời trong lịch sử quân đội Nga, và nó đã là chuyện bình thường trong suốt cuộc chiến này. Ông nói thêm, sự việc này cho thấy sự thiếu quan tâm đến việc bảo vệ mạng sống con người. Đó là hình ảnh thu nhỏ về cách quân đội Nga suy nghĩ và hành xử. Dữ liệu thống kê về tìm kiếm trên Internet cho thấy Putin không còn là nhân vật nổi tiếng nhất ở Nga.
Cơ quan truyền thông độc lập Medusa của Nga có trụ sở ở Latvia cho rằng nếu cuộc bầu cử ở Nga diễn ra ngay bây giờ chứ không phải đợi đến tháng 3 năm tới, và nếu không có gian lận, thì Trùm Wagner Yevgeny Prigozhin chắc chắn đánh bại Tổng thống Nga Vladimir Putin, mặc dù ý tưởng một trùm du đảng lên làm Tổng thống Nga có vẻ hơi buồn cười. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề "Putin is no longer the most popular person in Russia, Internet search show", nghĩa là các cuộc tìm kiếm trên Internet cho thấy Putin không còn là nhân vật nổi tiếng nhất ở Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tổng thống Nga Vladimir Putin không còn là người nổi tiếng nhất ở Nga với tần suất người dân tìm kiếm thông tin về đồng minh của ông. Ông chủ tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin cao gấp đôi trong tháng 5. Tháng trước, khi mâu thuẫn công khai giữa Prigozhin và Bộ Quốc phòng Nga gia tăng, người Nga đã tìm kiếm thông tin về người đàn ông có biệt danh đầu bếp của Putin nhiều hơn cả nhà lãnh đạo đất nước, hãng tin độc lập Ruska của Nga cho biết. Prigozhin, người có biệt danh đầu bếp của Putin nhờ các hợp đồng phục vụ ăn uống với Điện Cẩm Linh, trong nhiều tháng đã đổ các chiến binh Wagner của mình vào thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine. Ông được Điện Cẩm Linh coi là một công cụ quan trọng trong chiến tranh, nhưng những rạn nứt bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ của doanh nhân với chính phủ khi ông tỏ ra ham muốn trong lĩnh vực chính trị, tiến hành các cuộc tấn công vào Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Vào ngày 5 tháng 5, một Prigozhin tức giận đã trực tiếp nói với Putin trong lời kêu gọi của ông ta về việc cung cấp thêm đạn dược. Vài giờ sau khi xuất bản một đoạn clip có nội dung tục tĩu đứng trước hàng ghế mà ông ta tuyên bố là các chiến binh của ông ta đã thiệt mạng trong trận chiến ở Bakhmut. Trước đó, anh ta chỉ nhắm các cuộc tấn công của mình vào Shoigu và Gerasimov, đổ lỗi cho họ và việc họ không cung cấp thêm đạn dược đã gây ra cái chết của các chiến binh của anh ta. Vài ngày sau, vào ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5, lễ kỷ niệm hàng năm của Mạc Tư Khoa về việc đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, Prigozhin lại phàn nàn về việc thiếu đạn dược, công bố các video ngày trước và ngay sau bài phát biểu của Putin tại quảng trường đỏ ở Mạc Tư Khoa. Prigozhin gợi ý rằng các chiến binh của ông ta vẫn thiếu đạn dược và tập đoàn Wagner không được phép rút lui, đồng thời bị đe dọa là phản bội quốc gia và đào ngũ. Ông rút quân khỏi Bakhmut vào ngày 25 tháng 5, cáo buộc giới lãnh đạo quân sự Nga cố ý tước đoạt đạn dược và sự hỗ trợ của các chiến binh của ông trong cuộc chiến. Gần đây hơn, Prigozhin đã từ chối mệnh lệnh của Shoigu và Putin rằng lực lượng bán quân sự của ông phải ký hợp đồng với Liên bang Nga trước ngày 1 tháng 7. Theo tìm kiếm trên Google Trends do Verska thực hiện, người Nga bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn về Prigozhin vào đầu tháng 5, với mức độ quan tâm dành cho ông trùm du đảng người Nga đạt đỉnh điểm vào cuối tháng. Từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6, mức độ phổ biến của thủ lĩnh Wagner ở mức 100 điểm là chỉ số cao nhất, trong khi mức độ phổ biến của Putin chỉ đạt 28 điểm. Dữ liệu từ Yandex World Stat cho thấy người Nga đã tìm kiếm đầu bếp của Putin 744.000 lần trong tháng 5, kỷ lục trước đó là 498.000 vào tháng Giêng, trong khi tổng lượt tìm kiếm Vladimir Putin là 305.000, tức là 2,4 lần ít hơn so với tìm kiếm Yevgeny Prigozhin, cơ quan truyền thông cho biết như trên. Nhận xét về những phát hiện này, Anton Churashenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đã viết trên Twitter, mâu thuẫn của Prigozhin với Bộ Quốc phòng Nga đã dẫn đến sự nổi tiếng ngày càng tăng của ông ấy, hiện vượt quá mức độ phổ biến của Putin. Vào tháng 5, người Nga tìm kiếm thông tin về Prigozhin trực tuyến gấp đôi so với khi họ tìm kiếm tin tức về Putin. Churashenko nói thêm, tôi nghĩ rằng với tốc độ này, một tai nạn nào đó có thể xảy ra với Prigozhin. Flaminenko, một chuyên gia về quá trình chuyển đổi hậu cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô cũ tại Đại học Oxford của Vương quốc Anh, nói với Newsweek vào tháng 5 rằng, ông tin rằng Prigozhin đã làm quá sức mình và rằng cuộc sống vật chất của ông sẽ bị chấm dứt một cách đột ngột, bất ngờ và rất sớm. Tôi dám đánh cược là Prigozhin sẽ sớm được tìm thấy đã chết trong một vụ tự sát do nhà nước Nga dàn dựng với khẩu súng lục trên tay và một lá thư tuyệt mệnh lố bịch, anh ta nói. Mạc Tư Khoa cũng có thể cung cấp cho Ukraine vị trí địa lý chính xác của Prigozhin trong phạm vi hỏa tiễn HIMARS 70 km để kết liễu ông ta và sau đó phong anh hùng cho ông ấy để tạo ra một động lực mới cho lực lượng Wagner mới đã tóm được.
Mykhnenko nói thêm, lựa chọn thực tế duy nhất khác là cho phép Prigozhin trở về Nga trước khi bị nổ tung trong một vụ đánh bom xe như Daria Vuchina hay như Zakha Prilepin. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để xin bình luận qua email. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách, khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.